Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhân viên một quán cà phê tại mũi Né, thành phố Phan Thiết Bình Thuận ngang nhiên ném thẳng ly nhựa đã dùng xuống biển trước mặt người đối diện, khiến rất nhiều người tỏ ra bất bình. Chiều 14 tháng 10, lãnh đạo ủy ban nhân dân phường Mũi Né thành phố Phan Thiết cho biết đang kiểm tra thông tin xung quanh các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về việc nhân viên quán cà phê trên địa bàn vô tư vứt rác thải là các ly nhựa xuống bãi biển. Trước đó, một fanpage có nhiều lượt theo dõi đã đăng một đoạn clip dài 16 giây ghi lại hình ảnh một nhân viên quán cà phê Jeju gần chợ Thạch Long phường Mũi Né dọn dẹp bàn cho khách ngồi rồi vứt rác thải nhựa xuống bãi biển trước mặt du khách. Sau khi đoạn clip đăng tải đã có nhiều lượt xem và bình luận, nhiều du khách tỏ ra bất bình và bức xúc trước cách hành xử của nhân viên quán cà phê. Theo đoạn video, nhân viên tại quán cà phê hỏi khách đang ngồi bên cạnh: "Bàn này người ta đi hết rồi phải không?" Khi khách vừa xác nhận, nam nhân viên này lập tức gom các ly nhựa trên bàn, ném thẳng xuống bãi biển mũi Né. Sau khi hình ảnh nhân viên ném thẳng ly nhựa xuống biển bị lan truyền trên mạng xã hội, hàng triệu lượt người đã xem kèm theo là lời bức xúc và kêu gọi tẩy chay quán và đánh giá một sao trên các trang web. Đại diện quán cà phê Jeju thừa nhận sự việc trong clip nêu trên đồng thời nhận thức sâu sắc những ảnh hưởng nghiêm trọng của hành động trên đối với môi trường, tác động tiêu cực đến dư luận và xã hội. Người đại diện cũng cho biết thêm vụ việc xảy ra tại quán vào chiều tối 13 tháng 10 và giải thích rằng người ném ly nhựa xuống biển là nhân viên thời vụ. Thời điểm xảy ra vụ việc là cuối tuần, khách đông đột xuất nên quán thiếu kiểm tra quản lý nhân viên. Chủ quán Jeju cũng cho biết đã tạm đóng cửa quán một ngày để dọn dẹp bãi biển, đồng thời cam kết sẽ siết chặt việc quản lý nhân viên, không để tái diễn tình trạng nêu trên. Ngày 14 tháng 10, lãnh đạo ủy ban nhân dân phường Mũi Né thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết đã nắm được thông tin vụ việc trên và tiếp tục xác minh làm rõ. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Ngọc Huy, 51 tuổi, ngụ xã Phước Thái, huyện Long Thành để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khoảng cuối năm 2022, chị PKP, ngụ xã Phước Thái vay của ông Huy số tiền 200 triệu đồng, thế chấp bằng thẻ căn cước công dân. Sau một thời gian trả lãi, đến giữa năm 2024, chị P không còn khả năng chi trả tiền lãi nên ông Huy đến nhà yêu cầu chị P phải viết giấy tờ nợ thể hiện chị đang nợ số tiền hơn 1,2 tỷ đồng, bao gồm 200 triệu tiền gốc và lãi. Đối tượng này yêu cầu cứ đến ngày 15 hàng tháng, chị P phải trả số tiền 100 triệu đồng. Từ thời điểm bị ép buộc viết giấy nợ đến nay, chị P đã trả cho ông Huy tổng cộng 300 triệu đồng. Trong quá trình trả nợ, chị P muốn lấy lại thẻ căn cước công dân để giải quyết công việc. Ông Huy yêu cầu chị P phải thế chấp 4 triệu đồng, kèm 20 triệu tiền lãi hàng tháng và thay thế bằng một thẻ căn cước công dân khác của người thân chị P. Ngày 13 tháng 10, khi đối tượng nhận số tiền 24 triệu đồng và thẻ căn cước công dân của con trai nạn nhân thì bị lực lượng công an bắt giữ. Tiến hành khám xét nhà đối tượng, công an phát hiện và thu giữ một khẩu súng hơi mã tấu, cùng sổ ghi nợ và nhiều thẻ căn cước công dân, sổ hộ khẩu của nhiều người dân. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra. Mới đây, một sự việc nhặt được tiền tại chi nhánh ngân hàng rất hi hữu đã xảy ra. Theo đó, bà Nguyễn Thị Hiền sinh năm 1965, trú tại thành phố Pleiku và lúc 10 giờ 30 phút ngày 14 tháng 10, bà Hiền từ chi nhánh ngân hàng Vietcombank đường Hai Bà Trưng, thuộc tổ 5, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku về đến nhà thì phát hiện trong cốp xe có số tiền lạ hơn 100 triệu đồng. Không biết số tiền này từ đâu mà ra nên ngay sau đó bà Hiền đã đến trụ sở công an phường Yên Đỗ trình báo sự việc. Đồng thời bàn giao lại toàn bộ số tiền trên cho cơ quan công an để tìm trả lại chủ nhân. Đến tối cùng ngày, công an phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, số tiền 107,9 triệu đồng do bà Hiền giao cho công an phường vào sáng cùng ngày đã được bàn giao lại cho người làm mất. Qua xác minh nhanh, công an phường Yên Đỗ đã xác định chủ sở hữu số tiền hơn 100 triệu đồng trên là ông Lê Minh Phai, sinh năm 1965, cùng chú tại thành phố Pleiku. Sáng ngày 14 tháng 10, ông Phai đã đến ngân hàng để rút 107,9 triệu đồng. Và khi ra về cùng thời điểm với bà Hiền, ông Phai đã bỏ nhầm số tiền vừa rút vào cốp xe của người này. Nhận lại tiền tưởng đã mất, ông Phai bày tỏ niềm vui mừng và cảm ơn bà Hiền cùng công an phường Yên Đỗ đã nhanh chóng xác minh trao trả lại tài sản cho mình. Lý giải cho sự việc trên, một cán bộ cho biết, rất có thể sau khi ông P rút gần 108 triệu đồng, liền mang tiền ra bỏ vào cốp xe của mình. Lúc ra khu vực để xe, ông P thấy xe máy giống xe của mình đang mở cốp nên ông P bỏ tiền vào cốp. Sau đó ông P điều khiển xe máy của mình nhưng không phát hiện đã bỏ nhầm tiền vào cốp xe người khác. Gần đây, những vụ việc cố tình quay lại các video về đời sống riêng tư của người khác, sau đó chia sẻ các hình ảnh đó nhằm bôi nhọ nhân phẩm, danh dự xuất hiện ngày càng nhiều. Tuy nhiên, đây là hành vi có thể bị xử lý hình sự. Theo Bộ Công an, Điều 32 Bộ Luật Dân sự năm 2015 nêu rõ, Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình và việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại điều này thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật. Hành vi cá nhân cố tình quay lại các video về đời sống riêng tư của người khác, sau đó chia sẻ các hình ảnh đó nhằm phục vụ bôi nhọ nhân phẩm, danh dự của họ, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm và quyền hợp pháp đối với hình ảnh cá nhân. Căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi này gây ra, người vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Với trường hợp gây hậu quả không nghiêm trọng, người vi phạm bị xử phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng theo pháp luật. Đối với hành vi này gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 155 hoặc điều 156 Bộ luật Hình sự năm 2015. Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội làm nhục người khác nêu rõ, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm áp dụng thêm các tình tiết tăng nặng như phạm tội hai lần trở lên, đối với hai người trở lên lợi dụng chức vụ quyền hạn, đối với người đang thi hành công vụ sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Phạm tội thuộc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, bức tử nạn nhân thì bị phạt tù từ 2 đến 5 năm từ đó có thể hiểu danh dự, nhân phẩm và quyền riêng tư của mỗi cá nhân, tập thể, được pháp luật bảo hộ và có quy định chế tài rõ ràng nếu bị cá nhân hay tập thể khác xâm phạm. Trong trường hợp bị người khác quay lại hình ảnh riêng tư phát tán lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, cá nhân, hoàn toàn có thể làm đơn trình báo đến lực lượng chức năng để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Thời gian qua xuất hiện những trận siêu bão gây ảnh hưởng lớn và hậu quả nặng nề. Theo lý giải của chuyên gia, Hiện tượng thời tiết này là do tác động của một số yếu tố khí hậu và môi trường. Lý giải nguyên nhân vì sao thời gian qua trên toàn cầu xuất hiện những trận siêu bão gây ảnh hưởng lớn và hậu quả nặng nề, ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nhiệt độ bề mặt đại dương ấm lên khiến lượng hơi nước trong khí quyển gia tăng. Điều này tạo điều kiện cho các cơn bão mạnh lên về cường độ và trong tương lai, những cơn bão có cường độ mạnh trên cấp 17 sẽ gia tăng. Theo ông Khiêm, Thời gian qua có nhiều bão mạnh, siêu bão trên thế giới như Gemi, Iagi, Kraton hay Helen, Milton là do tác động của một số yếu tố khí hậu và môi trường. Cũng theo ông Khiêm, hiện tượng Enso năm 2024 với sự chuyển pha từ Enino sang La Nina nhanh chóng đã làm mất cân bằng nhiệt ẩm đại dương, góp phần cung cấp năng lượng cho sự hình thành và phát triển của bão. Thêm vào đó, biến đổi khí hậu toàn cầu khiến nhiệt độ đại dương và khí quyển tăng, cung cấp thêm năng lượng và hơi nước cho các hệ thống thời tiết dẫn đến nhiều cơn bão mạnh hơn. Ông Khiêm nhấn mạnh, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong 8 tháng năm 2024 đã cao hơn 0,7 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020 và năm 2024 có thể trở thành năm nóng nhất được ghi nhận. Ông Khiêm chia sẻ, khi nhiệt độ tăng, số lượng và cường độ các cơn bão mạnh cũng sẽ tăng theo. Ông Khiêm cho biết, dự báo từ nay đến hết năm, bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông ở mức sấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm, trung bình nhiều năm là 4,5 cơn. Trong đó, số cơn bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền có thể cao hơn so với trung bình nhiều năm, trung bình nhiều năm 1,9 cơn, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Nam.